tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây Ngọc Trinh đã đăng tải đoạn story ghi lại quá trình bé He đang tập quay giới thiệu những món đồ chơi có nhiều màu sắc sặc sỡ khác nhau. Khi nhìn cảnh khắc này, không ít khán giả đã suy đoán rằng Nữ hoàng nội y bắt đầu cho con gái nuôi tập tành làm vlog, tự tin thể hiện cá tính trước ống kính. Ngọc Trinh từng chia sẻ về mối quan hệ với bé He, lần đầu tiên He xuất hiện trên kênh TikTok của mình, Trinh nhận được nhiều câu hỏi về mối quan hệ với bé, thậm chí có nhiều nghi vấn Trinh bí mật sinh con 2 3 năm về trước. Không trách mọi người được vì He khá giống Trinh từ đôi môi chúng chiếm gương mặt tròn, nhưng thật ra đây là cháu của mình, con gái ruột của anh trai vì thương anh gà trống nuôi năm con nên Trinh gánh bớt phần vất vả nên quyết định đẻ bé về sống cùng. Trinh xem he như con gái ruột. Trong khoảng vài năm trước, người đẹp từng nhiều lần gây xôn xao cõi mạng khi thực hiện một chuỗi vlog ghi lại quá trình giới thiệu đập hộp những món đồ hiệu xa xỉ. Cô thẳng thắn nói về cách tiêu tiền của bản thân. Món nào 1 tỷ đổ lại thì tôi mua ngay không cần suy nghĩ, nhưng 4-5 tỷ thì cũng phải suy nghĩ, tôi không phải máy in tiền, mà nói một cái có 4 năm tỷ mua đồ luôn, tôi cũng phải trúng số này bán căn nhà kia mới có tiền. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh đã trở nên cẩn trọng tỉ mỉ khi xuất hiện trên mạng xã hội hậu biến cố lớn nhất đời tư. Cô tạm thời không ăn vận sang chảnh như trước đây, chỉ mặc đồ giản dị, hạn chế chia sẻ quan điểm của bản thân và dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Sau Tết Nguyên đáng 2024, người mẫu Ngọc Trinh vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình, Mới đây, người mẫu Ngọc Trinh chia sẻ loạt ảnh đưa con gái nuôi và các cháu đi đến một xưởng cốm và quán ăn chay. Cô mặc váy hai dây rộng, sử dụng túi xách hàng hiệu. Ngọc Trinh trông khá gầy gò sau khi hưởng án treo. Thúy Kiều, trợ lý của Ngọc Trinh cho biết nữ người mẫu đang cố gắng tăng cân. Ngọc Trinh trải lòng, qua tháng ngày mưa bão lẫn trên trao, em chỉ mong cuộc đời mình êm ả. Càng yên tĩnh càng nhẹ tên đến lạ, thấy an nhiên hạnh phúc ở tâm hồn. Ngọc Trinh cố gắng lấy lại tinh thần. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh, bạn thân của Ngọc Trinh tiết lộ tâm lý cô chưa ổn định, bị mất ngủ sau khoảng thời gian vững lao lý. Sau Tết, Ngọc Trinh dự kiến thực hiện kế hoạch từ thiện ở quê nhà. Liên quan đến vụ cháy nhà làm 4 người tử vong, hiện trường vụ cháy trong hẻm 623 trên 20, đường cách mạng tháng 8, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được phong tỏa phục vụ công tác điều tra. Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác thu thập dấu vết, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ. Bốn nạn nhân tử vong trong vụ cháy gồm Nguyễn Thị Hồng Xuân sinh năm 1978, Lê Thị Hồng Tuyết sinh năm 1977, Trần Quốc Cường sinh năm 1986 và LHD sinh năm 1968 đều sống tại căn nhà số 623 trên 20 trên 19. Bảy người thoát nạn cùng một số nhân chứng được ghi nhận lời khai để làm rõ. Qua tìm hiểu, căn nhà số 623 trên 20 trên 19 gồm nhiều thành viên là anh chị em sống chung với nhau. Căn nhà này nhiều tháng trước treo bảng bán với giá 5,2 tỷ đồng. Người giao bán là ông LHD, nạn nhân tử vong trong vụ cháy. Tuy nhiên, nhiều người đến hỏi mua, gia đình đều từ chối tiếp, không bán vì căn nhà này dùng thờ cúng và hương hỏa cho cha mẹ. Việc ông D muốn bán căn nhà là ý kiến riêng của ông D, gia đình không đồng ý. Việc nhiều thành viên không đồng ý bán căn nhà dẫn đến mâu thuẫn kéo dài. Đỉnh điểm là khoảng 2 tháng trước. Trong lúc mâu thuẫn, ông Đê đã dùng xà bông giặt pha với nước tạt vào vợ chồng bà Xuân, khiến ông Tèo bị tái ngã, bị thương ở vùng xương sườn. Công an phường đã giải quyết vụ việc và bắt ông Đê, cam kết không tái phạm. Tối ngày 16 tháng 2, gia đình tập đánh bài nhưng ông Đê không tham gia. Đến hơn 0 giờ ngày 17 tháng 2 thì cả nhà đi ngủ. Đến hơn 3 giờ cùng ngày thì vụ cháy xảy ra. Do căn nhà xuống cấp trước Tết gia đình có mua một số thùng sơn về sân sửa lại nhà nhưng không kịp sửa nên cất tạm trên gác chờ qua Tết sửa nhà. Khu vực xuất phát cháy là căn gác nên có khả năng những tiếng nổ trong đám cháy là do các thùng sơn này gây ra. Tại hiện trường hai căn nhà cấp 4 gồm một trệt và gác gỗ bị cháy rụi, đổ sập, nhiều tài sản bên trong căn nhà bị cháy hoàn toàn. Một số căn nhà kế bị cháy xém tại hai căn nhà bị cháy các tổ công tác tiếp tục tháo rỡ mái tôn kiểm tra khu vực gác gỗ nơi phát hiện bốn nạn nhân tử vong thu thập dấu vết giàn giáo được dựng lên để tránh trường hợp các bức tường của hai căn nhà bị đổ sập sau vụ cháy các tổ công tác lần theo dấu vết trong đống đổ nát để thu thập thông tin tiến hành điều tra Căn nhà bị cháy rụi gia đình gồm 4 người của anh Nguyễn Thanh Toàn, sinh năm 1983, chủ căn nhà số 623 trên 20 trên 21, phải sống tạm tại một căn phòng trọ gần đó. Bạn bè hay tin liên tục gọi điện cho anh và muốn đến giúp dọn dẹp hiện trường. Tuy nhiên, căn nhà bị phong tỏa ngay cả anh Toàn cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào. Anh Toàn kể, thời điểm ngọn lửa nhà kế bên cháy lan lên gác nhà mình, may mắn anh Toàn vợ và hai con ngủ bên dưới tầng trệt nên phá cửa thoát ra ngoài kịp thời. Lửa cháy quá lớn anh Toàn chỉ kịp dắt được hai chiếc xe gắn máy ra ngoài, còn lại toàn bộ tài sản bị cháy rụi, căn nhà cấp 4 đổ sập hoàn toàn. Cùng thời điểm này tại căn nhà bị cháy một người đàn ông kịp thời kéo hai đứa nhỏ thoát ra ngoài hoảng loạn kêu cứu. Bà T sinh năm 1974 có nhà sát vách với hai nhà bị cháy vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau khi thoát nạn cho biết, thời điểm cháy bà T và con gái lớn đang ngủ trong phòng trên gác thì nghe thấy mùi khét ngạt thở nên vùng bỏ chạy ra ngoài. Bà T gọi điện cho chồng về nhà sau đó chồng bà T leo lên gác dập lửa lúc này lửa đã bén vào la Phong, chồng bà tê đã dùng gậy phá cửa sổ để khói thoát ra ngoài lấy gậy đập lửa đang cháy hừng hực trên xào đồ để tránh lửa cháy lan chồng bà tê vừa dập lửa vừa thu gom các vật dụng dễ cháy ra ngoài trước khi ngọn lửa được lực lượng cháy chuyên nghiệp dập tắt Tại hiện trường, căn nhà bà T bị cháy rơi la phông xuống gác gỗ. Cũng may lúc lửa bén qua mẹ con kịp thời tỉnh giấc. Nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra. Vì khói độc gây ngạt, khó thở kinh khủng, bà T thuật lại. Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy khiến 4 người tử vong vẫn đang được điều tra làm rõ và vẫn chưa được công bố chính thức. Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô xảy ra trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, đoạn qua huyện Phong Điền-Thừa Thiên Huế, khiến 3 người thương vong. Theo thông tin mới nhất cho biết, vào khoảng 10 giờ ngày 18 tháng 2, ông Phan Đình Kiều sinh năm 1959, ngụ tại xã Đắc Bờ La, thành phố Con Tôm, tỉnh Con Tum, điều khiển ô tô con biển kiểm soát 36A48567, chở theo gia đình, gồm anh Phan Đình Quý sinh năm 1978. Vợ là chị Lê Thị Hạnh, con gái Phan Lê Khánh Vân sinh năm 2009 và con trai Phan Đình Quang sinh năm 2015 cùng trú tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa đi trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn theo hướng Đà Nẵng Quảng Trị. Khi xe lưu thông tới km 48 200, cao tốc Cam Lộ La Sơn ở địa phận giữa xã Phong Mỹ và Phong Xuân, huyện Phong Điền đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 63C13659 kéo theo rơ móc 63R00227 do anh Huỳnh Văn Dũng sinh năm 1974, trú tại xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang, đang đi cùng chiều phía trước cùng làn đường sau khi ô tô con cố vượt lên từ phía bên phải. Sau va chạm, ô tô con 36A48567 lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị, Đà Nẵng, tiếp tục va chạm vào ô tô tải biển kiểm soát 63H00568 do anh Lâm Văn Tâm, sinh năm 1982, trú tại phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc, An Giang điều khiển. Sau đó, ô tô con 36A48567 lao xuống vực bên phải vần đường một chiều hướng Quảng Trị, Đà Nẵng. Tiếp đó, xe ô tô tải 63H00568 bị xe đầu kéo 51G15090 kéo theo rơ móc 51R34920 do anh Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 1980, trú tại phường Phổ Minh, Đức Phổ, Quảng Ngãi, đang đi cùng chiều phía sau cùng làn đường hướng Quảng Trị, Đà Nẵng, tông vào tại hiện trường, chiếc ô tô con bị văng ra khỏi làng đường nằm trên bên trên ta luy âm trong tình trạng biến dạng. Chiếc ô tô tải nằm chắn ngang đường trong tình trạng bị xe đầu kéo đâm vào hông xe. Hậu quả anh Quý và ông Kiều bị thương. Cháu Quang chết tại chỗ. Chị Lê Thị Hạnh và con gái Phan Lê Khánh Vân được Trung tâm Vận chuyển cấp cứu 115 tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu. Nhưng cháu Vân đã tử vong. Bốn phương tiện bị hư hỏng nặng. Qua công tác tuần tra kiểm soát cơ động, đội tuần tra kiểm soát số 4 thuộc cục cảnh sát giao thông Bộ Công an đã kịp thời sơ cứu người bị nạn, điều tiết giao thông xuống nút giao thông Hải Lăng và Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Huế. Sau khi nắm được thông tin vụ tai nạn, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn. Hiện ông Minh đang trên đường đến bệnh viện để thăm hỏi tình hình sức khỏe người bị thương cao tốc Cam Lộ La Sơn dài 98,3 km có tổng mức đầu tư 7.669 tỷ đồng, khánh thành vào cuối năm 2022. Dự án có điểm đầu tại quốc lộ chính thuộc địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và điểm cuối kết nối dự án La Sơn Túy Loan thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dù là cao tốc nhưng trong 98,3 km thì chỉ có khoảng 10 km được đầu tư hoàn thiện 4 làn đường do hai chiều lưu thông, còn lại chỉ có hai làn đường và có nhiều vị trí địa hình đồi núi. Theo báo cáo của đơn vị duy tu bảo trì đoạn đường này thì tại vị trí xảy ra tai nạn có đầy đủ hệ thống báo hiệu an toàn giao thông, mặt đường êm thuận. Đến chiều 18 tháng 2, chiếc ô tô con trong vụ tai nạn mới được lực lượng chức năng dùng xe cẩu đưa lên xe cứu hộ ra khỏi hiện trường. Theo báo cáo sơ bộ của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn là do xe con biển kiểm soát 36A48567 vượt bên phải rồi tạt sang trái và đầu xe container. Qua công tác tuần tra kiểm soát cơ động, đội tuần tra kiểm soát số 4 Cục Cảnh sát Giao thông kịp thời sơ cứu người bị nạn, điều tiết giao thông xuống nút giao Hải Lăng và quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Huế.